Sau khi có thông báo hết giờ làm bài thi, tất cả mọi người ở điểm thi trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đều hướng mắt về cổng trường, nôn nóng xem đề ngữ văn năm nay ra tác phẩm gì. Đa số mọi người dự đoán sẽ ra tác phẩm Người Lái Đò Sông Đà. Mặc dù em ôn không trúng đề nhưng mà em vẫn chiếm được. Em làm được 2 cặp giấy và vô thời gian. Em rất tự tin vào cái bài thi lần này của em. Có. Qua em học Người Lái Đò Sông Đà, nay nó ra vợ nhạc. Em bất ngờ. Cái đề này thì em dư thời ban làm bài vậy. Em tự tin 70% là em đậu tốt nghiệp rồi. Dạ thì em cũng không biết cảm nhận mình như thế nào nữa. Tại vì ôm Người Lái Đò mà nó ra vợ nhạc em cũng không đỡ. Em nghe thấy chuyến này là thôi em ra đẩy xe hốc chung với chàng là vừa đủ rồi á. Bơi được 6,5. Em ôm kiểu hình tượng bà cụ Tứ hay chàng rồi không? Chứ không có ôn kiểu đoạn hết chị. Liên quan đến việc ảnh chụp đề thi môn ngữ văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cho biết đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải khẳng định thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục Đào tạo chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi.